Bạn muốn mua robot giá rẻ và uy tín thì có thể đến với shop robotviet.com. Ở đây có những trải nghiệm tuyệt vời mà các bạn cần phải thử, cũng như là cày thuê. Và các bạn hãy click vào robotviet.com nhé. Hello mọi người, mình là Mai Phương đây. Và ngày hôm nay chúng ta có một cái vật phẩm miễn phí khá là dễ thương, cũng khá là ok. Và cái này nó sẽ hết hạn vào ngày 8 tháng 5 nha. Nên là các bạn nào mà chưa lấy thì hãy nhanh chóng lấy nó đi, tại vì qua tháng 5 thì nó sẽ không còn lấy cái này miễn phí nữa. Và cái vật phẩm này nó có hiệu ứng á mọi người. Để mình vào phần avatar review cho mọi người xem nha. Thì ở trong phần avatar nó có hiệu ứng đèn lấp lánh sau mấy cái đuôi cá. Nhưng mà không biết là vào game nó có lấp lánh như vậy không. Mình nghĩ là có mà. Bản thân mình là ít vào game nên cũng không có biết nữa. Bạn nào lấy vật phẩm này xong rồi vào game check thử xem là nó có hiệu ứng trong game không nha. Và đến với vật phẩm thứ hai thì cũng dễ lấy đó, nhưng mà các bạn sẽ mất một khoảng thời gian cũng khá là lâu vào trong cái tựa game này. Link game mình sẽ để ở phần mô tả video nha. Và vật phẩm chúng ta sẽ nhận được từ cái sự kiện này nè. Đây, cái ba lô khá là cute luôn. Và trong game này bạn nào mà đã từng chơi game rồi thì nó rất là dễ, có khi là lấy liền được luôn. Còn bạn nào mà chưa chơi game như mình thì phải làm theo hướng dẫn của con Kitty á. Đấy, nó chỉ đâu thì các bạn làm theo đó. Đến cái giai đoạn mà đã có cái nhà hàng cà phê này rồi thì việc của các bạn là sẽ dùng mấy cái tiền đó mở thêm bàn ghế trang trí này kia để thu hút nhiều khách. Mục tiêu là đạt được 1.000 lượt khách vào trong đây thì sẽ nhận được cái vật phẩm là ba lô. Bạn nào mà có chơi game nhà hàng rồi thì cái này nó y chang luôn, không khác gì luôn á. Nè, nhìn cái góc một customer server á, thì đạt tới con số 1.000 thì sẽ có huy hiệu thôi. Và xung quanh cái map này hoặc là trong cái thành phố á, thì sẽ có mấy cái hộp này, các bạn rảnh thì chạy vào mở để có kim cương hoặc là có thêm vàng để mà mua đồ, hoặc là mua thêm nhân viên để mà cái tiến trình mà phục vụ khách hàng nó sẽ nhanh hơn. Cái vé mà để nhận được cái thêm thẻ nhân viên này á là mình lấy từ cái quà đăng nhập hàng ngày đó, các bạn click vào thì sẽ có thôi. Rồi chú ý là nhấn vào phần nhiệm vụ để nhận phần thưởng khi mà các bạn hoàn thành xong. Có thể là nó sẽ cho thêm kim cương hoặc cho thêm vàng phục vụ cái công tác mà các bạn mua thêm bàn ghế hoặc là cái đồ nổi tiếng này kia, cái tăng cái đồ nổi tiếng để nhiều khách vào á. Cái lúc này thì là mình mua thêm bàn với ghế nè, để có khách vào cũng có để cái mà ngồi. Tại vì nó chỉ mới cho những cái cơ bản mặc định thôi, mình phải mua thêm, mình phải chi ra để mà xây dựng mở rộng thêm. Theo mình tính toán, nếu mà các bạn muốn hoàn thành cái này trong vòng một ngày thì chắc mất khoảng tầm 3-4 tiếng nhờ. Tại vì hồi khuya hôm qua là mình chi ra cũng khoảng 30-45 phút gì đó mày mò các kiểu, mà mới có được có 600 mấy khách hàng à. Xong mà hôm nay mình phải treo máy nữa. Đấy, chắc cỡ tầm 3-4 tiếng. Trong quá trình mà làm có dư mấy cái sinh tố này kia thì các bạn nhấn vào chữ fit nè, rồi bắt đầu cho nhân viên gọi là ăn uống hay gì đó, đại khái là vậy, để mà tăng lên cái mức tối đa thì sẽ làm nhanh nhẹn hơn. Theo mình nghĩ là vậy. Mình còn dư khá nhiều thì bây giờ là gặp nhân viên nào thì cứ bồi bổ cho nhân viên đó để có thể là làm nhanh hơn, phục vụ khách hàng nhanh hơn, và cái tiến trình mà mình đạt được 1.000 khách hàng ghé thăm nhà hàng nó sẽ nhanh hơn nữa. Mình nghĩ là nãy giờ mình xào quần á thì chắc cũng đã đạt gần rồi. Đạt gần tới cái ngưỡng mà 1.000 khách hàng ghé thăm nhà hàng của mình. Đây, 999 luôn. Khi mà con số lên tới 1.000 sẽ có huy hiệu. Có huy hiệu này thì các bạn sẽ nhận được cái ba lô. Đấy, thấy không, đã có huy hiệu rồi nè. Xong, mấy tiếng đồng hồ của mình. Thôi bây giờ mình phải vào phần avatar review cho mọi người xem nha. Cái ba lô này nó khá là cute luôn. Bạn nào mà nữ á, rất là hợp khi mà xài cái ba lô này luôn ấy. Ok, chúc các bạn làm sự kiện thành công nha. Cũng dễ nhưng mà nó hơi mất thời gian thôi.